Chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel YouTube tô màu cho những bức tranh của mình. Và hôm nay anh cùng mình tô màu cho bức tranh về một phân cảnh trong series phim hoạt hình Belcher về cảnh hai người đang rửa bát này nhé. Trước tiên mái tóc của người phụ nữ mình sẽ tô vào cái bút chì màu tím nha các bạn. Tiếp theo là những con gái thì mình sử dụng màu cam để tô màu cho áo của con gái. Và tiếp theo là những cái phần quần thì mình sử dụng màu hồng. Chiếc áo mà người phụ nữ này đang mặc thì sẽ tô màu hồng. Và tiếp theo là mình sẽ tô màu cho cái túi sách của cô con gái này còn màu xanh dương nhé. Những chiếc đĩa ở trên bàn rửa bát này sẽ tô màu xanh nhé. Thêm một ít màu vàng cho những chiếc đĩa này nhé. Tiếp theo mình sẽ tăng màu cho bộ quần áo mà người đang mặc là màu xanh dương. Chiếc xoàn nước này có tô màu xanh nhé. Và tiếp theo là mình sử dụng màu xám để tô màu cho cái bánh xe này nhé. Thì khi mọi người có sẽ khác về lúc mà tô màu ấy thì tất cả nó đều vàng cái này rồi. Còn sau khi mà chúng ta dùng cái tăng ấy thì mọi người cho cái gói hàng có sẵn thì họ sẽ cho sẵn cho mình một cái tăng mà chúng ta sẽ bỏ lớp vàng ra và chúng ta sẽ tiến hành để cát lên phần bên dưới đây, nó gọi là cái gói là tô màu trên cát. Thì là sau khi mà chúng ta tô màu xong thì bức tranh nó sẽ có nhiều màu sắc hơn như thế này nha mọi người. Tiếp theo là phần tô màu cho cái phần
Và bức tranh về hai nhân vật trong phim sơ lên phim hoạt hình Bob Barker đang giả bát này đã được mình tô màu hoàn thành xong rồi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu cho bức tranh này của mình. Hãy để lại cho mình một like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Bye bye.